mới đây cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị lập danh sách hành khách gây rối vi phạm an toàn an ninh hàng không để xem xét cấm bay cục trưởng đinh việt thắng cũng yêu cầu đơn vị quản lý sân bay phát hiện hành khách cố ý không chấp hành quy định an toàn hàng không báo cáo cảng vụ xử lý nghiêm các cảng hàng không được giao giám sát an toàn tại khu vực sân bay nơi có mật độ máy bay hoạt động cao và khu vực hạn chế để kịp thời ngăn ngừa khuyến cáo hành khách vô ý thực hiện hành vi có nguy cơ mất an ninh an toàn các tổ bay và nhân viên phục vụ cần hướng dẫn hành khách theo bản hướng dẫn an toàn trên tàu bay, phát hiện người chưa tuân thủ để nhắc nhở. Chỉ đạo của Cục Hàng không được đưa ra trong bối cảnh hành khách liên tiếp vi phạm quy định về an toàn hàng không tại một số sân bay, đơn cử như hành khách cài điện thoại trên cửa sổ máy bay gây nguy cơ cháy nổ. Một cô gái áo đen nhún nhảy quay tiktok khi máy bay đang di chuyển tại sân bay Phú Quốc hồi tháng 6 gây lo ngại về an toàn hàng không.